Rồi thế rồi em ơi, em trình bày đi. Xin chào thầy, em xin chào cả lớp và các bạn. Em xin chào thầy và các bạn. Em tên là Phạm Hồng Hải, sinh viên lớp JL 17346, giảng viên hướng dẫn của em là thầy Vũ Văn Định. Sau đây em xin trình bày thuyết trình về bài assignment hoàn thiện về môn môn Photoshop của em. Đầu tiên đây là cái banner kem Marino em đã dùng dùng gradient tạo tạo nền cho nó. Sau đó em dùng brush nước để tạo nước. Và em thêm sản phẩm là kem vào để đổ bóng, và em dùng thêm brush một tí khói ở bên cạnh để tạo hơi lạnh. Là cái nền của em cho thêm một quả dâu ở trong cái vùng nước kia để cho nó cảm giác đó là sản phẩm chính của mình, kem dâu. Xung quanh em cho thêm một vài quả dâu kiểu cảm giác là đang rơi và không bị chống nền. Em dùng chữ và em dùng outer glow để tạo vùng sáng cho nó nổi bật, nó hiển thị nó lên. Ở đây Từ từ trước khi sang bài khác, em kéo dài cái layer ra để các thầy có nhìn được, và em phóng to cái Photoshop của em lên. Em bỏ kéo hẳn nó ra ngoài, xong em đặt tại một vị trí nữa. Kéo hẳn nó ra ngoài, đúng, đúng rồi. Rồi em đặt nó vào cái ô màu ấy, đừng để nó vào bất kỳ một cái gì là được. Không, em kéo dài hẳn nó ra và em đấy kéo nữa xem nào. kéo được ạ. Em phóng to thêm cái Photoshop của em ra, mở hết Photoshop cho nó toàn hình nhé. Đấy rồi, nếu mà em không kéo được ra thì khi em trình bày đến chỗ nào thì em phải đưa con chuột vào cái layer đấy thì các thầy mới có thể nhìn được. Một kem cũng dùng một tí shadow để tạo một bóng cho nó, và mấy quả dâu xung quanh em cũng dùng một chế độ vài trộn chế độ vài trộn và giảm opacity để cho cảm giác nó đang rơi ở xa. Và bài và poster của em cũng làm tương tự với các hiệu ứng như thế. Ở đây standee của em cũng làm như thế ạ. Đây là mock-up banner của em tạo vùng chọn, xong rồi em dùng clipping mask để cho banner của em vào vùng chọn đó. Và đây là ô của em ạ. Em dùng em tách Em dùng pen tạo vùng tròn để thay đổi màu sắc của chiếc ô, và em thêm logo và tạo bóng cho nó. Chiếc mũ này thì không có gì, em chỉ cắt và thêm logo. Chiếc áo thì em dùng drop shadow để tạo bóng cho áo, và em tách nền thêm logo. Chiếc cốc thì em tách nền, em tạo vùng chọn và thay đổi màu sắc, dùng blending để thay đổi màu sắc, dùng blur để tạo bóng cho chiếc cốc. Và đây là mockup poster của em tạo vùng chọn và dùng clipping mask để thay để cho poster vào trong hình. Và đây là standee của em cũng làm như vậy.
Sau đây em xin kết thúc phần trình bày bài hoàn assignment hoàn thiện môn Photoshop của em ạ. Mong thầy cô nhận xét ạ. Rồi, cảm ơn phần trình bày của bạn Phạm Ngọc Hải. Em bật bật lại đi em. Thứ nhất là tôi nhận xét chung một chút trước khi mà đi vào chính, thì tổng thể của bài của em là cũng khá ổn về mặt màu sắc, về mặt hình ảnh. Tuy nhiên là có những cái điểm mà nó đi vào chi tiết thì nó chưa được. Ví dụ như là thứ nhất là cái móc cắp, mình để ý mấy cái móc cắp kia kìa. Bạn để ý cái móc cắp mũ à quên cái ô của em nhé. Em bật bật vào cái ô mà xem. Cái màu của em nó như kiểu là màu gạch cua ấy. Nó chưa chưa nó chưa đúng với cái tông màu đỏ đỏ đậm của cái quả dâu. Trong khi Vâng, tổng thể bài của em đang là cái màu màu của cái quả dâu nó rất là đỏ đậm và trông nó tươi mát. Thì em điều chỉnh lại cái màu của cái ô này, những cái vệt đỏ ấy kìa. dạ Nó vâng. tươi hơn mà nó như cái màu của mũ. Em bấm vào cái file mũ, em bật cái file Photoshop mũ lên, xong em nhấn phím Y ngắn, em đo màu của cái mũ và em đổ sang màu của cái này là được ngay, không cần phải phức tạp đấy. Em nhìn xem cái màu của cái mũ nó đỏ tươi như thế này, mà cái màu kia thì của em nó chưa ổn. Rồi chuyển sang bài khác, rồi chuyển sang cái mấy cái móc cắp biển vẫy đấy. À biển 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 sen đi, tôi bảo thầy bảo đây cái móc cắp. Rồi cứ cho cái này đi nhá. Cái này thì ổn rồi, chuyển sang cái poster và cái Sandy. Trong hai cái này này, vừa giờ em có nói là em dùng clipping mask để em đưa vào. Nhưng mà nếu mà nhìn trên layer thì tôi không thấy em dùng clipping mask. Cho nên nếu mà em dùng như thế nào thì em phải nói nó đúng là như thế. Còn nếu không thì ví dụ như cái hình này em hoàn toàn dùng Ctrl T Edit Free Transform là em có thể kéo bốn góc được vào rồi, không cần phải clipping mask. Rồi clipping mask thì bạn sẽ phải các hình nó không bao giờ thẳng như kia. Còn nếu mà bạn nói em dùng filter vanishing point trong cái chế độ phối cảnh thì nó có lý hơn, thì các thầy không nhìn thấy cái điều đấy. Nhưng mà nếu mà em dùng clipping mask nó phải có thêm một cái layer bên dưới của cái layer một thì kìa, thì mới clipping mask được. Nếu không không clipping mask được mà mình nói sai, mà nói nó không đúng ấy, là các bạn bị thầy giáo ý kiến đấy nhá. Vâng. Chuyển chuyển sang ngoài chuyển sang các bài chi tiết. Rồi bài zoom to lên một tí. Ở cái phần này này, em chuyển sang cái banner ngang đi, chuyển sang cái banner ngang tôi nhìn cho nó dễ hơn. Tổng thể bài này thì ổn rồi. Bây giờ tôi đi vào ba cái bài chính. Zoom to một tí. Được rồi. Ăn chào hè giảm ngay đến 50%. Thì cái cụm từ ăn chào hè ấy, nó là một cái câu gọi là câu gì nhỉ? Câu khích lệ. Kiểu một cái câu khích lệ, chứ nó không phải là một cái câu gợi ý ấy. Chứ không phải là một cái thông điệp. Nhưng mà ở đây bạn lại đang dùng cái ăn chào hè giảm giá đến 50%, nó thành một câu. Vậy thì hai cái từ này rõ ràng nó không phải là một câu, thì bạn phải tách câu ra. Ăn chào hè là một phông chữ khác. Dạ vâng. Còn nếu mà ăn chào hè bạn vẫn để như này thì nó là cái phông chữ mềm mại, thì rất là thì không, không tôi không ý kiến, thầy không ý kiến gì cả. Tuy nhiên thì ăn chào hè mà là cái giảm giá đến 50% ấy, thì bạn phải sử dụng cái phông chữ nó mạnh mẽ, nó cứng. Có thể là dùng chính cái phông chữ mà từ mùng 1 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 ấy. Thì đấy, thì nó tách câu ra ăn chào hè. Sau đó thì cả cái cụm ấy em có thể đẩy dịch ra một chút, đẩy dịch ra ngoài một chút và căn giữa một tí. Căn giữa của cái cụm mà ăn chào hè giảm giá 50% từ ngày ấy, dịch ra bên phải một chút. Vâng. Rồi là cái brush nước mà từ bên tay phải vào ấy kìa, em có nhìn thấy nó vẫn đang để một cái khoảng lề rộng không? À, dạ em thấy Em ạ. phải cho nó sát vào bên tay phải. Đó. Rồi cái logo Merino kìa. Thì có thể quả dâu nó đập tụt xuống một chút, sau đó thì để cái logo nó tụt xuống hơn một tí, và cái brush nước chỗ đấy nên Ctrl Z lại rồi. Để cái logo đẩy xuống một tí nữa.
xuống một chút nhưng mà đã đẩy vào một tí nữa, đừng để nó chạm vào, nó của em nó đang khá sát lề bên trái, đẩy nó vào một tí hoặc là đẩy xuống thêm một tí nữa nữa đi, cứ mạnh dạn thêm tí nữa, xuống xuống tí nữa đấy, tầm như thế này là nó hợp lý hơn nhé. Cái website thì em có thể đẩy nó hơn một chút và cao vào một tí cũng được, không để thêm được. Cái quả dâu bây giờ em đặt nó hơi ấy rồi, rồi ok đấy. Thì tôi nghĩ với cái bố cục như này, còn cái cụm bên chữ nghĩa bên tay trái thì bên tay phải thì em điều chỉnh sau nhé, em lưu lại cái file này không nó mất. Chuyển sang bài chuyển sang bài Sandy và Potter thôi. Ngon thứ hai không ai thứ nhất. Cái cụm này tôi nghĩ là em nên căn giữa, nếu mà em đây là một cái câu câu ấy thì em nên căn giữa. Chứ em căn phải, nếu mà với cái bố cục căn căn trái như thế này nhá thì tất cả nội dung nó sẽ phải căn trái. Bởi vì cái này em gõ chữ T xong lấy vào là được ngay nhá, cái đấy em điều chỉnh sau đi, ghi lại và điều chỉnh sau cũng được. Thì cái cụm đấy nên chuyển nó thành căn giữa và có thể nhấn nhá gì đó thì tùy em, nhưng mà ngon thứ hai không ai chủ nhật. Và cái khoảng cách dòng có thể đẩy nó xuống một tí nữa cũng được. Theo thầy thì cái website kia kìa em nên đẩy cao hơn một tí, bạn để nó như thế là nó đang khá sát vào với lề nhá. Cái khoảng cách bên dưới của cái thông điệp mà bên dưới của chữ ngon thứ hai không ai thứ nhất thì theo thầy thì em nên thêm một cái cụm từ gì đó, ví dụ là giảm giá hoặc là mua ngay. Có thể nếu mà muốn bố cục giữ nguyên như thế thì có thể ghi là mua ngay, hoặc là đại loại nó thêm một cái thông điệp gì đó vào nữa thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì em đang truyền thông nhưng mà không có, mới chỉ là cái câu ngon thứ hai không ai thứ nhất, nó mới chỉ là cái câu slogan thôi chứ không phải là cái câu mà mang tính bán hàng. Bạn tắt một cái loa của một mic nào đó đi, bạn đang bật hai cái Con nghe mặt mỗi cái cho nó vọng đi. không biết ạ. Bạn chuyển sang cái poster đi. Cái poster này thì đấy, cái poster này chắc là cũng em cũng thêm cái chữ mua ngay hoặc gì đó vào. Rồi là cái ở bên dưới cái chỗ cái cụm website ấy, các cái product nước của em nó đang đang khá là vào chữ, em tẩy bớt cái product các cái giọt nước ở chỗ website đi để cho nó lộ cái rõ cái website hơn Vâng. nhá. Thì đấy là phần cái bài của em thì góp ý như thế. Hôm trước bài của em chấm điểm chưa nhỉ? Chấm rồi. Chấm rồi, ở thế thôi. Thì cái bài tôi nhớ cái bài này tôi cũng nhớ chấm nó khá cao đấy. Dạ vâng. Thì với cái bài này em sửa lại một chút như thế thì em có thể làm chuyển sang bài hoàn thiện được rồi nhé. Vâng, cảm ơn.